cháu xin phép quay các chú bộ đội già phát. Tùng. Đây dài nhất đây. Đấy. Hôm vừa rồi có bác nào xuống Quốc Oai xem không? Đấy. Cuối Tùng của ông Tụy là bao nhiêu đó? Cuối Tùng 2,5 triệu. 2,5 triệu. Đúng trực Tùng luôn. Xem cái phôi xanh của đẹp không? Xanh nào chú? Cái xanh phôi ở trong xà gọi là gì đấy? Ở đâu nhỉ? Ngô xài ấy. À ngô xài á? À phôi chẳng phôi đấy à? Phôi đẹp, phôi đẹp. Ở đấy chỉ ra mua phôi sướng. Nhưng mà nó, giá nó ghê gớm. 4 tỷ. Đấy con 1 tỷ đấy thì con có. Có ông trả 2 tỷ rồi không bán. Có ông nào trả 1 tỷ 8 đây. Đấy. Đấy. Nhưng ông ấy là thuộc diện là kinh khủng lắm đấy. Cây đấy nuôi rồi nó sẽ đẹp. Không. Nhưng mà đít đến bao giờ? Đấy, ông này cũng có cái cây này có bóng làng đẹp nhỉ. Nó tội được. Chân trước thiếu. Có cái bóng làng đẹp. Nhưng mặt sau kém, cái này cháu ngắm rồi. Mặt sau không tiêu hóa được. Được. Nhưng mà nó là một cây nếu mà chơi bóng cực đẹp. Cái này mặt trước được. Vâng, đấy mặt này được. Đấy, hôm trước phải giúp vào trong này để nhìn được xa cái này bóng bắt mắt lắm. Nhìn xa bóng bắt mắt. Bóng. Rồi. Chơi bóng thôi, chơi bóng. Nếu mà điền thì vâng. Và nếu mà điền thì bao nhiêu tiền mua về làm lại được về hết. Cái nào? À vâng. Cũng có giữ được một con đẹp. Vâng vâng đúng rồi. Đang nuôi nó béo sướng lắm. Nuôi nó dễ nó nhanh. À quên, mùi bác đưa thuốc. Thôi. Ủa. Bảo chuyên gia ra hút nhờ thuốc ông Tị, nay mới mời được ông một điếu thuốc. Ôi trời ơi. Đấy, mai này. Đẹp chưa? 2,5 triệu đấy, ai lấy này lấy luôn. 1,5 triệu. 1,5 triệu. 1,7 triệu không bán đâu, chỉ bán 1,5 triệu thôi. Đấy, cái rêu như nhung sườn. Trước này còn cây ông Minh nhờ. 12 triệu là đắt lắm, khoảng là 12 triệu. Trước này còn ông Minh nhờ. Đấy, cây ấy bóng đẹp. Đúng rồi, có tay đã ngồi, phải là cắt giật. Bóng đẹp. Cắt giật, cắt giật. Vâng. Cắt giật xong mình người mình làm được. Vâng. Con này giờ lại phải lấy mà để nó đẹp không? Đúng rồi, người mình giật được mà. Tay chân của nó không đúng ra một chút nào. Đứa này nó ok này. Thần thiên này nó không có gì. Nó đóng nó không đi đúng kiểu nó tự nhiên mình nhìn nó rất là khó chịu đấy con phần dưới này của nó là ok rồi. Cái quả nào mà mình nhìn phát mình cũng bị hút hồn ấy. Đúng rồi, nhìn cái này thì đấy, nó, cái mắt mình nhìn nhiều rồi thì mình nhìn cái mắt nó phát là mình phát hiện ra có vài điểm khó chịu là không ấy rồi, không ổn. Con này là có tuổi. Tất nhiên con này có tuổi ra rồi. Tuổi đây tuổi chậu nó ra rồi. Con này có xe bỏ này. Tuổi đây tuổi chậu là ấy đấy. Là cái này chiến hơi dài. Đúng rồi. Rồi trông con này nó đóng cái này cũng hơi dài. Nhà bà nhiều cây đẹp quá nên cũng phải tập trung ở đây. Lỗi thì mới chừng được ra măng ra ngoài này đấy. Nó mà không lỗi à, lấy đâu ra có cửa mà gọi như vừa ra đây đã có thằng xích mất rồi. Cây không lỗi cả. Thế mà cây đẹp nhất là măng tiền tỷ không lỗi.
lỗi lỗi nhiều rồi, không phải lỗi nhiều. Đây là nhiều tiền đấy, ít tiền. Đúng rồi, lỗi ít nhiều rồi. Cây già như này, già như này đóng rồi. Cây này không một cây nào cây không lỗi, chỉ lỗi là theo ý mình. Ít nhiều rồi. Còn trả vậy cây lỗi như là được. Đấy. Không, cái này đẹp chứ. Mấy cái lộc vườn. À cái lộc vườn đẹp rồi. Đẹp chứ. Cây gì nó có lỗi không, cái gì cây không có lỗi. Nó nói theo cái người ra thì chẳng hạn là cây còn tỉ có lỗi. Theo vu mình chơi chứ còn cái tỉ theo vu. Được. Bà nói cũng đúng. Ok. Thôi mình chơi thì nó gọi là tiền nào của đây. Chính xác. Thế bên đây mình có sốt bảo là cả cái chợ đấy luôn, cây nào cũng có cây đẹp nhất. Xanh đấy. Xanh đấy, rất nhiều quả. Sướng không? Đấy, để bàn xinh chẳng. Tất cả một cái chỗ chợ này bán cây đây. Cây cũng tỉ. Ông giỏi nhất hoặc ông quả cây nào có lỗi. Giá cây nào có cây không có lỗi. Thế đó ông nào đang nói một cây này không có lỗi. Không có lỗi thì phân tích là lỗi. Chỉ nếu phân tích thì nó vô cùng. Đúng không? Đấy. Cây nào loại đi cây nào. Mấy rồi đấy. Cần ông nào cứ gọi gọi một cây nó lỗi đi để cây nó như này nó kia. Chả có cây nào cây nó lỗi. Ông cứ nhìn tất cả bằng này cây xem cây nào có lỗi. Nếu nói phân tích cái lỗi của nó là cây nào có lỗi, chả cây nào cây có. Đồng ý, công nhận với bạn. Dây mỹ này được đấy, cái chậu này cũng có tiền. Tôi lại thích quay không khí chợ hơn các bác. Những cái câu chuyện nói, chứ đôi khi ta đi chợ chỉ là giải trí các bác nhé. Hôm nay ông Nhạn nó không đi, thiếu mất một bộ đội già này không đi. Quay mấy cây của ông Tị thôi. Xem cái ông lập cái giấy cái Mỹ này ông lập được. Cái giấy Mỹ này của bà bao tiền các bạn? Về luôn à? Sao đấy? Bận gì à? Tính bảo là nếu mà lòng thả thì sẽ chơi. Vâng. Em đâu phải chạy đi làm, cuối tuần em mới chạy về nhà được. Nó mà xuống nhá, có số rồi nhá. Anh nhá. Chúc mừng năm mới. Đấy, nghe bà Tâm phân tích chưa? Không ai nói luôn được cái gì nữa nhá. Đấy. Thời thế thế là thời do người chơi hết. Do người chơi hết. Người chơi phải chịu hết. Nếu nói đúng là người chơi phải chịu hết. Sâm à? Không bán sâm à? Như chẳng hạn như sâm. Mình thì mình nhìn thôi. 200 một củ sâm. 200. Đấy. Kinh 200.000 một củ sâm. 200.000 hai củ, đây là hai củ đấy. Đấy, cứ một chồng này là 200. Đấy, hai củ. Hai con sâm. Sâm. Cái này ăn được đấy. Ăn được nấu canh được đấy. Má này ấy được, nấu canh ngon lắm. Mà cái dế này người ta hay cho vào mấy cái món hầm hay sao đúng không? Đấy. Bổ thật đấy, nó gọi là sâm, như sâm. Sâm. Đấy, rất độc đáo nhá. Mà cái món này để trong nhà được đấy. Để trong nhà luôn. Đấy, sướng. Chơi ở bàn văn phòng rất sướng. À ở đây à? Ui, thảo nào đỏ da lắm nhỉ? Bán sâm nào đỏ da lắm. Nhưng mà tóc chưa xanh.
thiếu thêm Hà Thủ Ô nữa. Đấy, để văn phòng đội mà làm văn phòng để cái này đẹp, nó lại sống dai, mấy món kia này khó. Để trong bàn này đẹp, xinh xắn. Có hoa này. Có hoa, có hoa mà lá lại ăn. Đấy, luôn trọng cái củ nó đẹp. Vừa có thế lại vừa có dáng. Cái 5 triệu à? 5 triệu. Đấy, đi mua mai Tết đây. Giá Tết thì thanh lý nhiều lắm. Rồi, cảm ơn các bác toàn cảnh hỗ trợ hôm nay. Em quay cố gắng đi hết tất cả các góc. Các bác ạ, chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả nhé.